Hơn 50 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã cùng tìm hiểu về quy trình hoạt động và vận hành của nhà máy sản xuất bột trộn sẵn quy mô lớn nhất Việt Nam, từ nhiều dòng sản phẩm bột trộn sẵn trên 100 loại bánh dân gian được chế biến và phục vụ. Nhà máy này cũng thường xuyên đón các đoàn đến tìm hiểu, giao lưu và học tập kinh nghiệm. Với hơn 50 chủng loại bột trộn sẵn được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ hiện đại và nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản Intermix đem đến cho người tiêu dùng sự lựa chọn hợp lý. Bột trộn sản Mikko được ưa chuộng và xuất khẩu sang 30 quốc gia trên toàn thế giới.